50 triệu, 60 triệu, 70 triệu. Không, đó là 80 triệu đồng cho mức ưu đãi giảm giá tiền mặt của mẫu xe Hyundai Getin. Hiện tại phía bên đại lý của Bảo đang còn một con Hyundai Getin phiên bản cao cấp màu trắng, giảm trực tiếp tiền mặt cho anh chị trong tháng này 80 triệu đồng. Ngoài ra là tặng thêm cho anh chị gói phụ kiện 15 triệu khi anh chị mua xe mẫu xe Hyundai Getin phiên bản cao cấp màu trắng. Hiện tại Bảo nói trước nha, xe này là xe Vin 2023, là chiếc xe sản xuất năm 2023, cho nên là đang được cái mức giá rất là ưu đãi. Anh chị nào đang quan tâm về cái mẫu xe này thì có thể liên hệ với Bảo, Bảo sẽ hỗ trợ anh chị một cái mức giá đặc biệt hơn nữa khi chúng ta liên hệ ha. Rồi đó là về giá và chương trình giá bán của mẫu xe Hyundai Getin. Tổng chi phí lăn bánh, nếu anh chị nào mình hộ khẩu ở tỉnh á, thì chi phí lăn bánh đâu đó gần khoảng tầm là 1 tỷ 023 triệu. Còn đối với anh chị nào chúng ta dự kiến mua xe qua ngân hàng thì số tiền trả trước mà anh chị cần chuẩn bị để sở hữu con Getin bản cao cấp này chỉ từ là 220 triệu đồng là chúng ta có thể sở hữu ngay con Hyundai Getin phiên bản cao cấp luôn nha. Rồi, không mất thời gian của anh chị nữa, để cho anh chị biết rõ hơn về cái mẫu xe Hyundai Getin này, Bảo mời anh chị cùng Bảo xem tiếp ở phần video thứ hai về cái bên trong bên ngoài của mẫu xe Hyundai Getin. Mời anh chị sẽ cùng với Bảo xem chi tiết nội ngoại thất của mẫu xe Hyundai Getin có những gì. Đầu tiên là trên chiếc chìa khóa thông minh của mình, mình sẽ không có trang bị tính năng hoạt động từ xa, nhưng mà bù lại anh chị sẽ có trang bị cái tính năng mở cửa điện từ xa ha, và mở cốp từ xa. Đây, rất là tiện ích nha. Hoặc là mở cốp. Đây là ngoại thất trước sau của mẫu xe Hyundai Getin, và mời anh chị sẽ cùng với Bảo xem đối với mẫu xe này chúng ta sẽ có những cái điểm nhấn nào. Đó, đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ có hàng ghế VIP thứ hai. Để Bảo mở điện lên và mở cái phần hàng ghế cho anh chị coi nha. Đây là vị trí hàng ghế VIP thứ hai của mẫu xe Hyundai Getin. Chúng ta sẽ có trang bị cửa sổ trời. Cửa sổ trời phía sau này thì anh chị mình chỉ là cửa sổ trời có cảnh thôi nha, không có mở ra được nha. Mẫu xe này sẽ là mẫu xe 7 chỗ. Đối với anh chị nào chúng ta đi ít người, chúng ta không cần sử dụng hàng ghế sau, thì chúng ta có thể gập xuống như thế này và anh chị có một khoảng không gian rất là rộng để chúng ta có thể để đồ, rất là tiện lợi. Còn anh chị nào mà chúng ta đi thì chúng ta sẽ kéo cái phần ghế này lên ha, ngã ra rất là sâu ha, người ngồi sau cũng rất là thoải mái, rộng rãi luôn. Đây, mình sẽ nắm cái này mình kéo lên nha. Đấy, và phần cốp xe của mình sẽ là trang bị là cấp điện ha, chống kẹt đầy đủ hết. Đây, đây là cái mẫu xe Hyundai Getin. Và đây là cái nguyên cái vị trí đèn hậu phía sau, full LED nha anh chị. Và ở bản 2.0 turbo thì đây là bản phiên bản 2.0 turbo ha, thì mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của mình rơi khoảng tầm là 6 lít trên 100 cây ha. Nếu mình chạy ngoài thì kết hợp khoảng tầm 8 lít 4 trên 100 cây. Tùy theo cái điều kiện của anh chị chạy nữa nha. Rồi, tiếp theo là phần nội thất thứ hai của mẫu xe Hyundai Getin. Đây là vị trí phần nội thất thì chúng ta sẽ có trang bị ghế chỉnh điện làm mát ghế luôn ha, và sửa ghế luôn nha anh chị, có làm mát ghế này ha, hai vị trí này nha. Rồi, mình có là chỉnh điện luôn nha, chỉnh điện hàng ghế sau nè. Đấy, ngã lưng rồi ha, nâng bệ bước chân rồi nè nha, đẩy ra vô nè ha. Đó, khi mà anh chị chuyển sang hai chế độ thì tự động xe sẽ ngã tùy theo cái chế độ mà anh chị lựa chọn nha. Đấy, rồi anh chị đánh giá như thế nào về cái hàng ghế hai của mẫu xe Hyundai Getin? Đây, Bảo vừa quay cho anh chị xem nha. Rồi, tiếp theo là mình cùng nhìn lại nè. Bà Bảo nói trước nha, mẫu xe này là Vin 2023 nha, năm sản xuất 2023 nè, màu trắng nha. Bên Bảo chỉ còn một xe thôi, anh chị nào quan tâm thì có thể liên hệ Bảo. Và chúng ta sẽ có trang bị hai vị trí nhớ ghế lái ha. Đây, còn đây là bên trong chỗ vị trí ngồi lái của chiếc xe. Chúng ta sẽ có những cái tính năng như gói Hyundai Accent nè, cam 360 nè ha. Rồi, mình khởi động bằng nút bấm startup nha anh chị. Đây, khởi động bằng nút bấm startup ha. Xe để lên khởi động thôi. Đó, có rule control giữ tốc độ theo xe phía trước luôn nha. Rồi, có bản đồ nè, màn hình tốc độ nè ha. Đây, đầy đủ hết nha. Đây, cam 360 luôn, để bảo quay cho anh chị coi nha. Đó, có trang bị cam 360 luôn nha. Ha, đánh theo góc lái luôn nè. Đấy, đánh theo góc lái luôn ha. Rồi, ngoài ra anh chị bật cam 360 lên á, mình có thể quan sát được luôn nè. Anh chị coi nè, quan sát theo kiểu 3D á ha, rất là hay. Rồi, ok.
Ngoài ra là chúng ta có cần số dạng nút bấm nè, phanh tay điện tử nè, auto hold nè, chuyển cái độ lái thì hiển thị chuyển trên đây luôn, nó sẽ đổi giao diện trên mặt đồng hồ tắp lô luôn ha. Đây, có sạc không dây luôn nha, cổng sạc chích pin. Và đây cũng có thêm một cái cửa sổ trời nữa nha, cửa sổ trời này thì mình có thể mở ra được nha. Ha, cửa trời này anh chị có thể mở ra được. Rồi, còn nếu mình không mở thì mình đóng lại ha. Rồi. Rồi, đó bảo quay sơ cho anh chị coi về cái mẫu xe Hyundai Getin thì anh chị thấy như thế nào? Có thể bình luận bên dưới nha. Anh chị nào quan tâm cái mẫu xe này và đang thích cái màu trắng mà muốn mua Vin 2023 để mức giá tốt quá thì có thể nhắn bảo nha. Hiện tại bảo chỉ còn một xe duy nhất nha anh chị. Anh chị nào nhanh thì mình còn nha. Rồi, cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì like kênh và chia sẻ giúp em nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.